Ông Phraset Gosavicha, Tổng Giám đốc Viện Lúa Thái Lan cùng đoàn, đã rất ngỡ ngàng trước một kinh nghiệm nghe qua có vẻ mang tính dân gian nhiều hơn là phải bỏ công sức nghiên cứu. Tức là gieo xạ lúa sớm hơn thời vụ 10 ngày, làm lệch chu trình sinh trưởng của dầy nâu, cây lúa sẽ được an toàn. Điều đó cộng với việc nông dân được sự giúp đỡ về kỹ thuật, giống, phân bón và sự giám sát triển khai trực tiếp của các kỹ sư ngay trên đồng ruộng. Quy trình liên kết 4 nhà đã cho kết quả là hạn chế tối đa tác hại của dầy nâu trên lúa. Cái quan trọng là cái trình độ của bà con và thay đổi cái tập quán của bà con từ cái chỗ làm ăn nhỏ, làm ăn không có kế hoạch, không có ghi chép, không có tính toán, chuyển sang một cái động thái là có bài, có bản, có kế hoạch, có tính toán. Đây là một mô hình rất hay. Chúng tôi biết được chống dầy nâu là phải từ đầu, phải cả quy trình, nhất là sự quan tâm của nhà nước và cả nhà khoa học với nông dân. Tại xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, bây giờ đang là vụ lúa thứ 3, năng suất và chất lượng đảm bảo các yêu cầu xuất khẩu. 300 hectare gieo trồng thí điểm tại xã đang là mô hình được khuyến khích nhân rộng ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo các cán bộ Viện Lúa Thái Lan, né dầy 10 ngày thì có thể học được. Còn việc liên kết 4 nhà như ở Việt Nam là điều khó, vì còn phụ thuộc vào chính sách của chính phủ trong tương lai, và ngay lập tức thì chưa thể làm được. Kết quả của các viện áp dụng các tiến bộ kỹ thuật này đó là hiệu quả về kinh tế đã gia tăng một cách rõ rệt trong mô hình. Mà cái điều đấy là những cái mà mình hiển nhiên mình thấy thì cái việc làm sao để các mô hình này phát triển rộng hơn, có sức lan tỏa lớn hơn là điều rất cần thiết. Điều kiện canh tác cây lúa của cả Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng, từ những kinh nghiệm triển khai trên đồng ruộng ở Việt Nam, sổ tay của các cán bộ nghiên cứu lúa Thái Lan lại có thêm một kinh nghiệm mà nếu tự mày mò có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Bên cạnh đó còn là bài học trong quản lý đối với sản xuất nông nghiệp mà sự ưu tiên sát